Xin đón chào quý vị các bạn đến với kênh YouTube Điểm Tin Bóng Đá, nơi cập nhật những diễn biến mới nhất về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Và ngay sau đây là phần điểm tin bóng đá tối ngày hôm nay, mùng 8 tháng 11. Quang Hải lên trang nhất FIFA khẳng định đanh thép trước thềm trận Việt Nam đấu Nhật Bản. Các bạn thân mến, trên trang chủ FIFA thì tiền vệ của tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải đã khẳng định quyết tâm và mục tiêu sắp tới của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup. Tuyển Việt Nam của chúng ta đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc tiếp đón Nhật Bản ở lượt trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ngày 11 tháng 11 tới. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã rút ra nhiều bài học sau 4 trận thua liên tiếp trong lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng. Chúng ta là tân binh của vòng loại thứ 3. Việt Nam dù chưa có kết quả tốt nhưng cũng đã gây ấn tượng với lối chơi và tinh thần chiến đấu quật cường. Chia sẻ mới đây trên trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, tiền vệ Nguyễn Quang Hải khẳng định quyết tâm và mục tiêu sắp tới của đội bóng. Trả lời FIFA trước trận với Nhật, tiền vệ sinh năm 1997 cho hay: Nhật Bản là một đối thủ rất mạnh nhưng tuyển Việt Nam sẽ được chơi tại sân nhà dưới sự cổ vũ của khán giả. Người hâm mộ chính là động lực lớn nhất của chúng tôi và toàn đội sẽ nỗ lực để giành điểm số ở trận đấu tới. Mặc dù chưa có được kết quả tốt cho đến thời điểm này, nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ được tinh thần và tâm lý vững vàng. Điều quan trọng nhất là duy trì quyết tâm đối đầu với những ông lớn của châu lục để nuôi hy vọng đặt ra. Bên cạnh đó, ngôi sao của tuyển Việt Nam cũng chia sẻ với FIFA những tiếc nuối sau trận thua sát nút 2-3 trước Trung Quốc. Chúng tôi nhập cuộc tốt với quyết tâm giành một kết quả tốt sau hai trận thua mở màn. Chúng tôi khởi đầu với tinh thần cao, dồn ép, nhưng cuối cùng lại dẫn đến sự tiếc nuối cho chúng tôi khi không thể có được kết quả như ý. Mới đây thì như đã biết là Quang Hải cũng đã vinh dự được FIFA và AFC gửi thư khen ngợi sau những đóng góp của anh cho các sự kiện y tế cộng đồng trên toàn thế giới. Huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị phương án tốt nhất để đấu Nhật Bản. Các bạn thân mến, trái với lịch tập thông thường vào lúc 17 giờ, bắt đầu từ ngày hôm qua, mùng 7 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập vào lúc 18:30 tại sân trung tâm đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Cụ thể là thầy Park muốn tuyển Việt Nam dần quen với việc thi đấu vào buổi tối để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Nhật Bản. Nhóm 9 cầu thủ U23 Việt Nam mới được bổ sung cũng bước vào phần tập luyện chuyên môn cùng các trụ cột. Có thể thấy là sự trở lại của huấn luyện viên Park Hang-seo và hàng loạt gương mặt trẻ từ U23 Việt Nam được đôn lên đã tạo ra bầu không khí rất hứng khởi cho buổi tập của đội tuyển. Việc bổ sung các chân sút U23 Việt Nam lên đội tuyển cũng chính là một trong những giải pháp nhằm chuẩn bị lực lượng để hướng đến AFF Cup vào cuối năm nay. Có thể thời gian tới, thầy Park sẽ tiếp tục tăng cường một số gương mặt chất lượng của U23 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia và đây cũng là cách mà nhà cầm quân người Hàn Quốc tạo động lực cho các cầu thủ trẻ và hướng đến mục tiêu xa hơn trong năm 2022. Thực hư tin đồn Hoàng Anh Gia Lai chiêu mộ Hà Đức Chinh. Các bạn thân mến, tương lai của tiền đạo đội tuyển Việt Nam Hà Đức Chinh đang trở thành chủ đề đáng chú ý trong bối cảnh mà phía cầu thủ này yêu cầu phí lót tay rất cao khiến cho câu lạc bộ Đà Nẵng buộc phải rút lui và không tái hợp ký hợp đồng. Việc Hà Đức Chinh rời Đà Nẵng là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra khi hai bên không thể tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng. Theo tìm hiểu thì phía Hà Đức Chinh muốn một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, mức phí lót tay lên đến 2,5 tỷ đồng một năm cùng mức lương dao động khoảng 40 đến 50 triệu đồng một tháng. Sau thời gian cân nhắc thì lãnh đạo câu lạc bộ Đà Nẵng và huấn luyện viên Phan Thành Hùng quyết định là không giữ Hà Đức Chinh bằng mọi giá, chấp nhận để cho cầu thủ này ra đi. Câu chuyện về tương lai của Hà Đức Chinh nhanh chóng trở thành chủ đề nóng bởi mức đãi ngộ mà phía cầu thủ này đưa ra là khá cao. Thậm chí nhiều nhận định còn cho rằng tiền đạo sinh năm 1997 khó lòng tìm được câu lạc bộ mới nếu vẫn giữ nguyên yêu cầu như vậy. Tuy nhiên sau đó xuất hiện thông tin là câu lạc bộ Hoàng Gia Lai chấp nhận chi đến 9 tỷ đồng để chiêu mộ Hà Đức Chinh về đá cặp cùng Công Phượng và Văn Toàn. Số tiền này bao gồm 7,5 tỷ đồng tiền lót tay cùng với tiền lương trong vòng 3 năm cho chân sút quê Phú Thọ. Trước luồng thông tin này, một lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai khẳng định không có chuyện đội bóng phố núi mua tiền đạo Hà Đức Chinh. Đây là điều không quá bất ngờ bởi hồi tháng 5 vừa qua thì Bầu Đức cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Cụ thể ông nói, mấy ngày qua một số người cũng hỏi tôi về chuyện Hoàng Anh Gia Lai mua Hà Đức Chinh. Tôi không biết tin đồn này từ đâu ra nhưng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn không cần tiền đạo như Hà Đức Chinh. Hiện tại thì điểm đến của Hà Đức Chinh vẫn còn đang bỏ ngỏ. Hồi tháng 9 vừa qua cũng xuất hiện thông tin về việc câu lạc bộ Sài Gòn FC tính đến phương án là chiêu mộ tiền đạo này. Tuy nhiên, con số được đưa ra là 1,4 tỷ đồng một năm tiền lót tay, cùng với đó mức lương 40 triệu đồng một tháng. Đây là mức khá cao so với mặt bằng chung hiện tại ở V-League, nhưng vẫn thấp hơn so với yêu cầu từ phía Hà Đức Chinh. Trên đây là phần điểm tin bóng đá tối ngày hôm nay, mùng 8 tháng 11. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị và các bạn hãy đừng quên đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.